chào tất cả quý khách hàng. Trong video này thì em sẽ quay trực tiếp giới thiệu đến mọi người, đây là sản phẩm thuốc đặc trị ruồi có tên là Top Line, một trong những sản phẩm rất là nổi tiếng của Hợp Trí về diệt ruồi. Đối với ruồi thì nó xuất hiện nhiều lắm ở những cái khu vực như là trang trại chăn nuôi nè, hoặc là quán ăn, hoặc là nơi mà mọi người chế biến mắm cá khô rồi đó mọi người, hoặc là những cái vựa trái cây, vựa mít chẳng hạn. Thì đó là những cái nơi mà ruồi nó tập trung nhiều. Để mà diệt ruồi triệt để thì có rất là nhiều cách. Nhưng mà để mà mua được cái dòng sản phẩm mà mang lại hiệu quả để bớt tốn kém thì mọi người cũng phải tham khảo và cân nhắc. Vì là trên thị trường bán nhiều loại nhưng mà cũng không có biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Mọi người hỏi em thì cũng hơi, em cũng hơi kiểu như tự ái á, là em không có bán hàng giả. Hàng em mô tả như thế nào là em gửi về cho mọi người y chang như vậy, và cái công dụng cũng y chang như vậy luôn. Vì đã là một công ty phân phối thì mà nói tầm bậy là không có được, nên là em mô tả rất là chi tiết. Nên là khi nào mà mọi người có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho em nha. Bên em là công ty chuyên phân phối thuốc về côn trùng và làm dịch vụ tận nơi luôn. Nên là những cái dòng em bán là em đã sử dụng để đi làm, nên là biết được cái mức độ hiệu quả thì em mới nói được, chứ không phải là mình cứ quảng cáo cho có để bán hàng đâu mọi người. Dòng sản phẩm này thì sử dụng cực kỳ đơn giản nha mọi người. Em mô tả thêm để quý khách nào chưa biết về sản phẩm thì mình cùng xem qua màn ảnh trước khi đặt hàng nha. Thì khi mà mua về một gói như vậy là 20g. Mọi người có thể là pha với nước, mình pha khoảng tầm nửa lít nước đổ lại thôi, và mình xịt ở những cái vị trí nào mà ruồi nó bu nhiều thì nó sẽ tập trung lại, rồi nó ăn mồi đó và nó hạ gục luôn trong bán kính khoảng là 1-2m² thôi nha mọi người. Mọi người có thể ngồi quan sát là nó bu lên ăn và nó hạ gục luôn, mọi người thấy luôn ấy. Tại vì em có cái video làm trực tiếp á, mọi người gõ trên kênh của em để xem nha. Em có ngồi quay thử nghiệm thuốc ruồi luôn. Còn một cách nữa để lợi thuốc hơn là mọi người có thể pha sệt sệt thôi, pha ít nước thôi, rồi mình quậy sệt á, mình chét lên cái tấm bìa hoặc là mình cho vô một cái khay nào đó, mình đựng cái thuốc này rồi mình để những cái nơi nào mà ruồi nó hay xuất hiện thì nó sẽ bu lên ăn. Nó ăn nó chết hết rồi là mọi người dùng cái khay đó mình đặt ở vị trí khác. Như vậy nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Tại vì mình phun xịt á, đôi khi là ruồi nó ăn không hết á, là nó sẽ dính thuốc ở đó thì nó hơi phí á. Nên là mình dùng cái cách là mình quậy sệt vô cái khay đựng á, thì nó sẽ vừa sạch sẽ cái khu vực mà mọi người diệt ruồi mà vừa lợi thuốc, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Còn khu vực bãi rác thì mọi người không cần phải làm như vậy, mọi người xịt trực tiếp luôn cũng được. Và cái thuốc này là nó có tác dụng trong vòng 1 tháng luôn á mọi người. Nên là khi mà áp dụng cái phương pháp xịt là mọi người không có lau chùi nha. Để như vậy nó bám vào cái khu vực đó là ruồi nó bu lên, nó đậu, nó ăn là nó sẽ chết luôn. Và em chia sẻ thêm một xíu là đối với trang trại chăn nuôi thì khách hàng có hỏi em là nếu mà con ruồi, nếu mà thuốc á, nó dính trên thân của vật nuôi, chẳng hạn dính lên thân của con bò, con trâu hoặc là con heo thì có sao không? Thì em trả lời luôn là không sao nha mọi người. Nó lỡ dính lên không sao, chỉ cần là mọi người đừng có rắc cái thuốc vào đồ ăn thức uống của vật nuôi là được. Còn nó dính trên da thì hoàn toàn không sao nha mọi người. Sản phẩm này thì mọi người dùng ở trong nhà ở cũng được, quán ăn cũng được, hoặc là trang trại chăn nuôi, bãi rác, nhà hàng, quán ăn đều được nha mọi người. Rất là sạch sẽ, bất kỳ nơi đâu có ruồi thì mọi người đều sử dụng được. Dùng cái dạng đặc trị này thì nó sẽ bớt tốn kém hơn. Có nghĩa là mình dùng, thấy ruồi ở đâu thì mình dùng ở đó. Còn mình dùng những cái loại phun á, phun xịt thuốc dạng nước mọi người, thì bắt buộc là mọi người phải phun bao trùm hết cái không gian thì nó mới đạt hiệu quả được. Còn riêng cái dòng này là nó sẽ thu hút lại, thu hút ruồi lại một chỗ, nên là nó đỡ được rất là nhiều cái khoản chi phí để mình không có tốn tiền mình phun hết không gian nha mọi người. Trong một gói như vậy thì giá thành nó rất là rẻ, em có để dưới bình luận, mọi người có thể tham khảo giá và alo cho em để đặt hàng nha. Hoặc là mọi người cần tư vấn thêm về thuốc mũi, kiến, gián, mối mọt, côn trùng nào khác thì cứ alo trực tiếp em. Bên em ngoài phân phối sỉ thì có bán lẻ trực tiếp tại cửa hàng luôn, nên là mọi người có thể đến để mua nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua lẻ hoặc là mua sỉ thì cứ alo trực tiếp em Duyên nha. Bên em thì có hàng sẵn tại cửa hàng luôn, mọi người đến lúc nào cũng được. Nói chung là công ty vừa làm dịch vụ vừa phân phối nên là hàng lúc nào cũng sẵn, chứ không phải là quảng cáo mà không có hàng đâu nha mọi người.
Bên em là công ty Thành Công nha mọi người. Mọi người có thể gọi cho em qua số này 0976075288, hoặc là nếu mà ở xa thì mọi người tìm những cái nơi nào mà gần gần chỗ mọi người có bán thì mọi người mua, mà không có thì alo cho em nha. Rồi, em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn mọi người ở những video.